Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Một ngày mới an lành và hạnh phúc, và luôn luôn phấn đấu để trở thành những người công dân tốt trong một cái xã hội. Tôi thích gọi anh chị em các bạn là đồng chí, bởi vì tôi yêu chế độ cộng sản. Tôi là người cộng sản, tôi là người cộng sản Hoa Kỳ, cho nên tôi yêu cái người cộng sản. Tôi rất thích cái người cộng sản, bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa nó rất là nhân văn, đem lại sự công bằng, bác ái cho những người mà bé cổ thấp hèn ở trong một cái chủ nghĩa tư bản. Khi họ bị bóc lột đến tận xương, họ không dám nói ra, và chủ nghĩa cộng sản người ta đấu tranh không ngừng để đòi lại những cái sự công bằng đó cho những cái giai cấp công nhân. Họ bị bóc lột, họ không có cái sự tiếng nói và không có sự công bằng của họ. Đó là cái người cộng sản hay là hay chỗ đó. Đấy. Cho nên tôi thích gọi anh chị em các bạn là đồng chí. Cái chữ đồng chí nó rất là thân thương, nó rất là gần gũi, thân mật, hòa đồng. Tôi thấy rất là hay. Cho nên xin chào anh chị em các bạn đến với Lệ Minh trong cái diễn đàn, trong cái chia sẻ hôm nay. Thì mình vui chơi nhưng mà lúc nào cũng không quên làm nhiệm vụ. Đây, đàn cá của mình mỗi lần mà nó thấy mình tới là nó nhốn nháo là nó rất mừng. Con cá của mình nó cũng là người cộng sản, còn những con cá cộng sản các bạn thấy không, nó sống rất là yên bình, rất là hạnh phúc. Đấy. Đấy. Bởi vì nó có người chủ của nó là cộng sản, cho nên cái người cộng sản chủ của nó lúc nào cũng chăm sóc nó, cho nó có một cái cuộc sống rất là yên bình, cuộc sống rất là tốt, không có chiến tranh, không có cái sự bóc lột tàn bạo, không có những cái sự gì chính trị xảo trá và bịp bợm của một cái chủ nghĩa tư bản mà nó bịp, nó lừa dân, nó mị dân. Đó là cái hay cái chỗ đó. Có nhiều người không đồng ý với tôi về vấn đề đồng chí, nhưng mà tôi, lý tưởng và lập trường của tôi nó mãi là như vậy. Và con người của tôi nó là như vậy. Tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện là một người cộng sản, nhất là mình là một người cộng sản Hoa Kỳ. Và mình mang trong dòng máu mình là người Việt Nam. Mình có người anh em cộng sản Việt Nam, tôi có người công an, người cộng sản Việt Nam là những bậc và những người cha chú của tôi. Họ đã từng hy sinh và đổ máu, cho nên tôi rất là hãnh diện về một cái chủ nghĩa cộng sản. Rất nhiều anh chị em các bạn ở trên không gian mạng này không hiểu về chủ nghĩa cộng sản, bị cái chủ nghĩa tư bản nó đánh lừa. Nó đánh lừa về khái niệm, nó lấy cái chủ nghĩa vật chất nó đánh lừa. Mà nhiều người lại càng không biết ở Mỹ này có một chủ nghĩa, một cái chủ nghĩa cộng sản người ta đã hoạt động hơn 100 năm nay rồi. Cái người đứng đầu của chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ đó là bà Elizabeth. Bà đã đấu tranh không ngừng để người cộng sản Hoa Kỳ tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đó là cái điều rất là hãnh diện. Cho nên hôm nay là mình sẵn dịp chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề bệnh dịch cúm. Cái vấn đề bệnh dịch cúm trên mạng hiện nay rất là ồn ào. Cái người Việt của mình có ít thì mình đồn ra nhiều, nhiều mình đồn ra nhiều hơn. Nhiều khi có những câu chuyện rất là không có đáng kể bao nhiêu mà người ta tô vẽ ra. Nhất là cái thời kỳ không gian mạng ngày hôm nay anh chị các bạn, họ tô vẽ ra đủ thứ hết. Cha chìa khóa đâu đó. Họ tô vẽ ra đủ cách hết để đang lừa, lừa bịp những người mà họ không biết. Bỏ cái chìa khóa rồi. Họ không hiểu về những cái bệnh dịch. Anh chị em các bạn thấy đó, trên cái không gian mạng, cái người Việt của mình họ bày vẽ đủ kiểu đủ cách, cho nên nhiều người
rất là hoang mang. Không có gì, chúng ta cần phải bình tĩnh. Người Việt Nam mình đã mang khẩu trang từ lâu rồi. Không có nghĩa là các bạn đi ra kia các bạn mua khẩu trang về, các bạn sẽ không có bị bệnh dịch. Nếu mà bệnh dịch nó tràn tới, no, các bạn lầm rồi. Cái khẩu trang nó chỉ chống tạm bợ thôi. Nguyên tắc là cái người đeo khẩu trang là những người đó không bị bệnh dịch đâu nhé. Các bạn đừng có lầm tưởng. Cũng có nhiều người chết mà họ cũng đeo khẩu trang đấy. Ở bên Trung Quốc hiện nay cái số người chết đã lên 256 người. Tại vì cái bệnh dịch ở bên đó nó tràn lan, nó đại hải. Đấy. Và cái sự mà môi trường ở bên đó nó cũng không có sạch sẽ. Và cái lối sống ăn uống của những người Trung Quốc, các bạn thấy cái bệnh dịch của họ lan ra từ đó, từ những cái động vật hoang dã. Họ ăn một cách vô tội vạ. Và nó xảy ra hàng loạt như vậy. Chứ cái dân số họ quá đông như vậy trong những cái thành phố, thị trấn, cho nên họ không kiềm chế nổi. Còn trong khi đó Việt Nam mình, một số người tụi nó lên mạng nó đưa những cái tin giả mạo, rồi người dân cái hoang mang. Một số người cái hoang mang cái lên mạng rồi bắt đầu chiền nhau, ôm hùm nhau đi mua khẩu trang, rồi tạo ra những cái vấn nạn. Các bạn thấy không? Cái gì cũng vậy, mình phải bình tĩnh. Các bạn muốn chống bệnh dịch, muốn bảo vệ mình, trước hết mình phải ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Mình phải giữ gìn vệ sinh sạch, cái môi trường sạch. Ở Mỹ bây giờ nó đã lên tới 8 người bị nhiễm rồi. Bởi vì cái môi trường sống và cái cách sinh hoạt của người ta thôi. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cái môi trường sống và cách sinh hoạt của người ta thôi. Chứ không phải mình bệnh dịch cái bắt đầu nghe đồn mà chạy đi mua thuốc, chạy đi mua khẩu trang tùm lum tà la. Rồi kéo nhau những cái hệ lụy. Cuối cùng mình đi làm giàu cho thiên hạ. Rồi cuối cùng chẳng ai có bị gì hết. Anh chị các bạn nên nhớ cái khí hậu ở bên Trung Quốc và cái môi trường của họ nó tồi tệ quá. Cái bệnh dịch nó dễ bị phát sinh thì nó đang lớn mạnh ở bên đó. Nó làm cho cái thành phố vô hình gặp nhiều khó khăn. Mà Việt Nam mình, các bạn thấy bệnh dịch nó tới Việt Nam mình trị và chữa cho người ta khỏi được. Bởi vì cái môi trường sinh hoạt Việt Nam mình nó khác. Nó rất là khác. Nó không phải giống bên Trung Quốc. Anh chị các bạn thấy đó. Như là mình, cái đất nước mình, cái thổ nhưỡng nó rất là tốt. Mình có chiều dài bờ biển tới 3.000 km, hơn 3.000 km nữa. Đấy. Các bạn muốn chống bệnh dịch, mình phải thực hiện những cái cách bảo vệ cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ăn ở, lối sống, sinh hoạt, nước uống, đồ ăn, phải rửa tay, phải có ho, có sặc hay gì mình cũng phải che miệng, che mồm lại để nó không có mất vệ sinh. Mình phải tìm cái cách ra mình bảo vệ mình, chứ không phải chạy đi mua ùm nhau nghe đồ rồi hoang mang rồi đi mua khẩu trang rồi để cho nó loang lên. Khẩu trang mình đã đeo bao nhiêu, từ bấy lâu nay người Việt mình tôi thấy đeo khẩu trang, đi đâu cũng đeo khẩu trang hết rồi. Chứ đâu phải mới đi đâu. Rồi bây giờ mấy cái khẩu trang y tế thì nó chỉ tạm thời thôi, chứ nó cũng đâu có phải là nó chống được cái bệnh đâu. Một khi mà bệnh dịch nó đã lan rồi, thật sự rồi đó. Các bạn biết con vi khuẩn mà nó tấn công vào Việt Nam rồi đó. Nó lan truyền ra là dù bạn có đeo khẩu trang mà các bạn không có bảo vệ cái vệ sinh trong gia đình, nhà cửa, cái lối sống sinh hoạt của mình đó, thì có đeo 1.000 cái khẩu trang là cũng dính, cũng chết với nó nữa. Cho nên nhà cửa mình phải giữ sạch sẽ nè. Lau chùi bằng những cái thuốc tẩy trùng. Tay rồi phải ăn uống, phải trước khi ăn phải rửa tay. Trước khi làm như vậy, gì cũng vậy. Phải vệ sinh đồ cho nó sạch sẽ. Chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Đấy, mình phải bảo vệ mình trước. Còn nhà nước
thì người ta nghiên cứu những cái thuốc men để làm sao ngừa dịch cho người dân. Mình phải có cái sự gọi là đồng hành với lại cơ quan nhà nước để cùng nhau chống lại bệnh, là mình phải giữ cái môi trường sạch, giữ cái môi trường cho nó sạch sẽ. Chứ bây giờ mà ùng ùng nghe mấy thằng chống phá đất nước nó lên mạng, rồi nó cứ xuyên tạc, rồi nó cứ đứa ngồi đó đóng biên giới, rồi thôi thôi đủ thứ chuyện này chuyện nọ, nó chỉ gây cho bạn những cái sự hoang mang trong cuộc sống. Các bạn thấy Mỹ bệnh dịch hàng năm chết, mỗi năm đâu có chết ít luôn, năm 2019 nó thống kê là chết cả 6.000 người chứ không phải ít đâu, tại vì cái quốc gia của nó quá lớn. Rồi về vấn đề ngôn ngữ đó, người Việt của mình trong nước không có cập nhật liên tục được, cho nên bị mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở Mỹ, ở hải ngoại nó sử dụng cái truyền thông Việt Nam đó, nó mị dân, nó tuyên truyền, nó xạo. Tôi vào trong những cái diễn đàn mà anh chị các bạn thác tôi vào đó, tôi thấy toàn là cái lũ ô hợp chống phá đất nước, nó xuyên tạc. Nó có kênh của nó lên những cái kênh của nó làm sao để đặng mà nó tạo ra những cái nang đề để cho nó câu được nhiều cái view. Anh chị các bạn thấy bởi vì cái sự khốn nạn của những cái thành phần mà nó xuyên tạc chống phá đất nước là chỗ đó. Cho nên mỗi anh em chúng ta ở trên cái không gian mạng này, chúng ta có cái sự hiểu biết, hãy cùng nhau chia sẻ những cái thông tin làm sao cho nó chính xác. Đấy. Hôm nay tụi hiệp hội y tế của quốc tế đó, nó cảnh báo là cộng đồng thế giới cần phải cảnh giác, thì những cái quốc gia họ phải tìm ra những cái phương thuốc, những cái thuốc liệu nào đó để họ có thể ngừa bệnh dịch. Chỉ có vậy thôi, và người dân phải đồng một lòng và hợp tác. Ông nhà nước thì kêu gọi, dân thì cứ không có làm theo cái phương thức mà vệ sinh an toàn trong cái gia đình của mình. Thì tôi nói anh chị em các bạn có đeo một cái ngàn, một đi mua một cái ngàn cái khẩu trang mà loại mà độc tốt nhất, tới chừng mà cái con mà vi khuẩn mà nó cái sự mà gọi là kháng cự của mình, mà cái môi trường của mình sống nó không có phù hợp là nó giật là chết. Cho nên cái gì cũng vậy, truyền thông bây giờ nó khủng khiếp lắm. Cái nhất là cái truyền thông của Việt Nam nó rất là khủng khiếp, tại mình không có những cái luật, mặc dù cái luật an ninh mạng của mình ra chỉ chưa có thực thi một cách nghiêm minh lắm. Nếu mà mình thực thi một cách nghiêm minh kiểu như Mỹ, tôi nói chuyện bằng dân mình chỉ lăn đùng ra mà ngồi đó mà chứ ăn leo đi ra ngoài kia là chứ nằm dạ khóc và nói là đổ lỗi cơ quan nhà nước là ác độc thế này nọ. Các bạn thấy Mỹ đưa thông tin hay là những cái quốc gia mà người ta có sự ý thức của người công dân lên mạng nói tầm bậy bạ, nó phạt ở tù 10 năm, 5 năm. Có người thì mất việc làm, có người thì tan nhà nát cửa, cũng lên mạng đưa những cái truyền thông làm bậy làm bạ. Cho nên cái không gian mạng này không phải cái gì mình cũng tin hết. Nghe, tìm hiểu tin tức phải chính thống, phải rõ ràng. Mấy cái tin tức mà của người Việt của mình, tôi nói anh chị các bạn, quỷ quyệt lắm. Cái tin tức mà của nhất là của mấy cái đám mà chống phá xuyên tạc đất nước, nó cực kỳ khốn nạn. Nó chỉ biết làm sao để gây ra những cái sự hận thù, những cái nan đề trong một cái mô hình xã hội của dân sự ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải cẩn thận anh chị em. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thì mình thấy cái tình hình mà vấn đề mà bệnh dịch hiện nay nó đang hoành hành. Các bạn nên nhớ là ở bên Wuhan nó cái môi trường khí hậu ở đó trong thời lúc này nó đang lạnh dữ lắm, cho nên rất là dễ cho con vi trùng nó phát sinh nữa. Tôi nói các bạn, Việt Nam mình có cái vùng khí hậu nhiệt đới, thì nếu mà mùa nóng bắt đầu nó đổ lên thì bệnh dịch
nó sẽ giảm rất là nhiều, nó sẽ khó đột nhập vào Việt Nam. Các bạn thấy hai người Trung Quốc khi họ đến Việt Nam họ bị bệnh dịch, mà Việt Nam mình đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu họ được ra khỏi cái bệnh, mà nó không để nó lan truyền. Còn trong khi đó ở bên Trung Quốc các bạn thấy cái bệnh dịch, ngay cả bác sĩ chỉ cho những người mà bị bệnh ta cũng đeo một khẩu trang, người ta cũng là bác sĩ đó. Các bạn thấy trong cái môi trường của họ đó, cái môi trường làm việc của họ nó quá bị nặng nề, sự nhiễm độc, còn phải lăn đùng ra chết cả phần, còn phải lăn đùng ra chết, các bạn thấy té ra chết. Tại cái môi trường và cái sự ô nhiễm và cái sự độc hại, cái vùng thành phố đó, họ ăn uống rồi họ bấy lâu nay họ sử dụng cái môi trường đó quá chừng là độc hại. Các bạn vào bây giờ nó mới tung lên mạng ra, nó dạch ra những cái sự mà người dân ở Trung Quốc, ở cái thành phố Vương Hành đó, nó ăn uống những cái đồ mà rất là kinh dị. Mẹ ơi, ngay cả có mấy con nhỏ mà diễn viên mà nó lên, các bạn thấy nó lên nó quảng cáo những chương trình gì của nó, mà nó cầm hai con dơi mà nó ngồi nó banh ra nó xé nó ăn, mà người ta phản đối quá chừng quá đất luôn. Các bạn thấy những cái động vật hoang dã nó cực kỳ nguy hiểm về vấn đề mà ký sinh trùng. Nói cho các bạn biết, những cái động vật hoang dã không phải động vật nào cũng ăn là tốt hết. Nó rất là khủng khiếp khi ăn uống mình không có đúng cách, đúng kiểu theo cái vệ sinh an toàn, thì nó gây ra những cái bất nạn trong một cái xã hội thôi. Mà ở Việt Nam mình, người dân của mình nhiều khi cứ gọi là depend vào cái mạng xã hội, cứ bị lệ thuộc vào cái mạng xã hội Facebook quá nhiều, và mình cứ lên đó ai nói cũng tin. Có nhiều khi tôi vào tôi thấy mấy ông mà cựu cán bộ vậy, ai nói gì, cái ông mà Trần Nhung đó, các bạn thấy thì đó, tôi phản đối ông những cái việc mà ông đưa những cái tin tức nó không có chính xác. Tôi nói bác Trần Nhung nói như vậy nó chưa có chính xác, mình không nên phán đoán một cái sự việc gì khi nó chưa có một cái pháp lý hay là một cái chứng minh nào rõ ràng, mà mình ra đó mình cứ cho nó là đúng rồi bắt đầu gây ra những cái sự bức xúc trong dư luận, rồi bản thân mình lại bức xúc, rồi quay qua mình bất mãn một cái chính quyền mà mình đã từng đi theo, và hiện nay sống với cái đồng lương thu của một cái cơ chế nữa, và quay ra đi nói xấu bác và đảng. Đó là những cái vấn đề đau lòng. Cứ là tin hết. Tôi nói tại sao bác lại tin hết trên Facebook như vậy? Rất là nguy hiểm. Phải sàng lọc cái thông tin ra. Cứ là cái gì cứ tin hết. Tôi cãi ổng cũng mấy ngày trời. Cuối cùng ổng khóa nít tôi luôn. Cuối cùng ổng khóa nít tôi luôn. Bó tay. Cái người mà khi mà họ bảo thủ như vậy rồi, các bạn thấy rất là khó. Mình muốn giúp họ hiểu được những cái thông tin đa chiều để đặng quân bằng cái cuộc sống đó. Bởi vậy trên mạng hiện nay, ngay cả tôi thấy trong cái danh sách của những người ăn cơm bát và đảng rồi quay ngược trở ra chống phá, bởi vì những cái thông tin, tin tức họ không cập nhật kịp thời, họ chỉ nghe theo những cái tuyên truyền của những thành phần chống phá đất nước. Ngay cả nhiều khi họ nhìn về qua nước Mỹ cũng vậy, như lại mình quay các bạn thấy nó rất là hào nhoáng, ồ đã quá ha, nước Mỹ ha, nước Mỹ nó ngon vậy ha, ngồi thèm chảy nước miếng chứ không phải giỡn ha. nhưng mà bước ba rồi ha, hỡi ơi cái đường đời đâu có phải đơn giản như vậy đâu. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, em chào anh Thế Linh, chào tất cả anh chị các bạn. Thành ra lại mình hôm nay live cũng nói về vấn đề bệnh dịch. Anh chị các bạn cố gắng làm sao mà chia sẻ để cho những cái người mà họ không có bắt cập được thông tin để họ hiểu rõ. Kệ, có một mình cũng chia sẻ à, Lại Minh, chủ trương của Lại Minh cơ xá Lại Minh không có quan tâm đông, nhiều khi không có người Lại Minh, tại vì mình chia sẻ rồi nó vào trong cái Facebook của mình, rồi một số anh em nào đó tôi thấy họ share ra mấy cái diễn đàn khác, rồi họ share ra những cái kênh của họ đó,
như tôi thấy có rất nhiều người một vài kênh họ chia sẻ, mình cứ chia sẻ như vậy cho nó chia sẻ, mỗi người có cái cách trình bày và cái cách chia sẻ không sao đâu, cơ xa. Lợi Minh hồi nào vậy, không có chủ trương là phải đợi 50 người, 20 người hay là 30 người. Một mình Lợi Minh cũng nói nữa. Tại vì cái thông tin của mình nói rồi xong mình like xong rồi nó ở trong cái Facebook của Lợi Minh. Rồi sau đó Lợi Minh thấy một số cái kênh đó của anh em bào họ chia sẻ về những cái kênh của họ, thì mình chỉ mơ ước vậy thôi chứ chứ vào đông rồi nhiều khi người này người nọ rồi bắt đầu tiếng qua tiếng lại rồi chửi bới nhau, rồi ngồi đó cuối cùng mình cứ đi sâu vào những cái chuyện đâu lợi ích quốc gia dân tộc thì không thấy, mà thấy chủ nghĩa cá nhân thì lại là nhiều quá, nó nặng quá. Cho nên Lợi Minh hồi nào và mấy chục năm nay trên cái không gian mạng này mình đơn độc một mình, và nhất là mình là người cộng sản Hoa Kỳ là mình đấu tranh cho cái lý tưởng của mình và tiếp nối cái sự nghiệp cách mạng hào hùng của cha anh của mình ở quê nhà, để chân lý của người cộng sản sẽ không bao giờ phai mờ trong mọi nơi mọi lúc. Hello người miền Tây, lâu quá mới gặp người miền Tây nha. Cho nên không sao đâu. Có nhiều người, mỗi người có cách like phải không? Là mình like nhiều khi ở nhà thì nhiều khi mình công chuyện lu bu like, nhưng mà nhiều thường là mình đi công chuyện lái xe thì nó có thời giờ mình lái đường dài đó, nó thảnh thơi hơn mình like, nó dễ. Nhiều khi có nhiều người ở nhà người ta dàn cảnh đồ làm thế giống như là một cái đài truyền thông TV rất là hay, còn mình thì không có năng khiếu đó, mình đụng đâu like đó, thấy gì mình nói đó. Nhiều khi có nhiều người inbox nói sao anh Lợi Minh like sớm quá, hay là nhiều người nói Lợi Minh like sớm quá em thức dậy không kịp. Lợi Minh like thấy cái gì trong một cái nan đề của xã hội Mỹ hay những cái tin tức gì đó mình cập nhật được, là nhiều khi like là cứ like, mình chia sẻ, mục đích mình làm sao chia sẻ cái thông tin của mình ra cho những người khác, người ta có thể tham khảo. Chứ mình cũng là mình cũng chẳng có lên đây để hơn thua ai làm gì. Ở đời này, cuộc đời này có gì đâu mà phải hơn thua. Hơn thua là ở ngoài đời, nhất là ở ngoài đời cái sự làm ăn của mình nó thành đạt tới đâu, mình phải phấn đấu như thế nào thôi. Còn cái không gian mạng này nó chỉ là nơi để mình giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Thôi thì Lợi Minh xin chào anh chị các bạn nha. Bên đây giờ chiều thứ bảy rồi anh chị em. Chiều thứ bảy rồi. Cái cuộc sống ở xứ người từ hôm Tết Việt Nam tới nay thì cuộc sống nó vẫn bình thường thôi. Trong mấy ngày gần đây thì vấn đề mà bệnh dịch thì nói chung nó làm ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế nhiều quốc gia lắm á, nhất là hàng Mỹ. Các bạn biết hôm tuần rồi, hôm thứ năm mà nó rớt 600 điểm, ghê hồn, nó bị tác động bởi cái bệnh dịch. Hiện nay bên Trung Quốc vấn đề mà kinh tế nó cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề bệnh dịch. Nó đang phản đối Mỹ bởi vì nhiều chuyến bay của Mỹ và nhiều cái hãng bay hàng không của Mỹ nó giao dịch với Trung Quốc đó, nó ngưng. Hy vọng là những người Việt, những bà con kiều bào họ đi về Việt Nam ăn Tết, họ sẽ quay trở lại Mỹ một cách an toàn. Bởi vì có một số những chuyến bay nào họ đi ngang qua Trung Quốc đó, các bạn biết nếu họ ghé cảnh Trung Quốc thì không biết họ có gặp khó khăn không. Vấn đề là mà bệnh dịch thì nói chung là hy vọng Trung Quốc nó sẽ kiềm hãm được, mà nó không kiềm hãm được thì những cái dự báo đó của những chuyên gia về y tế đó, nó sẽ tàn sát khoảng 60 triệu người trong vòng 18 tháng. Các bạn biết được cái số 256 người hiện nay mà trong cái
tụi hiệp hội y tế của quốc tế, anh chị các bạn thấy nó nói là 256 người, nhưng mà nhiều người người ta cho là con số đó còn gấp mấy lần nữa. Chứ không phải là con số nhỏ như vậy. Ở bên Trung Quốc, cái vấn đề bệnh dịch, nhiều quốc gia họ đã ngưng cái sự giao dịch, những chuyến bay du lịch, tức là về ngành du lịch, họ đã ngưng những cái chuyến bay rất là nhiều. Anh chị em các bạn thấy, ngay cả những cái quốc gia mà gần Việt Nam mình đã cắt đứt cái những chuyến bay vô Trung Quốc rồi. Mình xem trên cái tin tức của tụi y tế quốc tế, hiệp hội y tế quốc tế đó, nó đưa ra những cái danh sách những cái quốc gia mà họ đã ngừng cái những chuyến bay, những giao dịch kinh tế, những cái gì giao dịch về dân sự đó, họ đã ngừng để giảm thiểu bớt cái sự mà gọi là bệnh dịch nó lan truyền. Tôi nói đây một lần này, cái vụ này thì nó cũng là một cái đại nạn cho anh Trung Quốc này, chứ không phải giỡn đâu. Nếu mà nó tàn phá rộng trên lãnh thổ Trung Quốc thì các bạn thấy là một cái hiểm họa. Hy vọng là họ sẽ kiềm hãm được. Nhưng mà trước mắt thì thấy cộng đồng của cái hiệp hội mà y tế quốc tế đó, nó đang kêu gọi nhiều quốc gia giúp đỡ lẫn nhau và cảnh giác, cần phải tuyên truyền cho người dân về cái bảo vệ cái vệ sinh môi trường, vệ sinh mà họ sinh hoạt sống hàng ngày, anh chị các bạn. Thành ra là mình chia sẻ anh chị các bạn về vấn đề mà mình muốn chống lại bệnh dịch, thì mình cần phải hiểu về những cái vấn đề vệ sinh an toàn trong gia đình, ăn uống sinh hoạt, nước uống, và những cái cách mình ăn uống cần phải kỹ lưỡng hơn, nhất là rửa tay đi ra đường. Đi ra đường thì nên tránh bớt những cái nơi mà đông người. Cái gì cần đi, không cần thì thôi. Đừng có đi tùm lum tà la, không có rảnh thì cũng đi. Nhà có vườn tược đất đai thì làm ruộng làm vườn, canh tác, để cho cái con người của mình nó khoan thai. Nhất là mình cần phải thể dục thể thao thì các bạn sẽ chống được nhiều bệnh tật. Các bạn nên nhớ vậy đó. Còn mà mình cứ ùng ùng đi mua khẩu trang, rồi để mấy cái tụi chống cộng chống phá đất nước, mấy thành phần nó xuyên tạc, rồi làm mình hoang mang, rồi đi mua khẩu trang, rồi ngồi đó giành giật nhau, rồi làm cho nó tăng giá tăng lên, rồi làm cho thị trường rối loạn lên, thì cái điều đó tôi nói gì các bạn biết, nó không giúp ích được gì hết. Nó làm cho mình khi về mất ăn mất ngủ. Mặt trên truyền thông mạng nó có cái web là WebMD, chứ nói về medical, tôi nhớ là nó có dịch tiếng Việt ở bên Việt Nam đó các bạn. Bệnh hoạn hay là cuộc sống gia đình, vấn đề mà ốm đau rồi vô đó, nó giải thích, nó chỉ dẫn cho mình. Mình cứ nhà cửa thì dọn dẹp sạch sẽ, gác rến thì phải đổ cái nơi có chỗ, mương cống rãnh thì đừng để nó ao tù động, môi trường thì giữ cho nó sạch sẽ. Mình vừa mua những cái thuốc mà những cái nước mà về lau nhà, rồi các bạn thấy sát trùng rồi đó, cái loại mà nó có chất cây thông trong đó đó, mua ở những cái siêu thị đó về mình chùi rửa, ăn uống thì nhớ là vệ sinh vậy thôi, đi ra thì mình bịt khẩu trang, để rồi mình chỉ chống lại một phần nào đó thôi, chứ không phải là bịt khẩu trang là các bạn nghĩ là các bạn không có bị lây nhiễm đâu. No. nó chỉ tạm thời thôi à. Mà trong khi đó cái thói quen của người dân của mình, hồi nào giờ mình đi ra chợ đường là mình đã bịt khẩu trang rồi. Khẩu trang y tế nó chỉ là tạm thời thôi, còn khẩu trang kia mình xài nè, những cái khẩu trang mà hàng ngày mình xài, mình đi xe rồi đó, phải giặt giũ về ngày nào mình hay phải lộ. Xin lỗi, mình mới bị có điện thoại nó gớp mạng, chia sẻ nhanh để gọi để bắt điện thoại. Thì các bạn thấy cái khẩu trang mà mình đang xài đó, mà hàng thường bị điện thoại nữa, sao chắc là phải ngừng ở đây, thì phải giặt giũ rửa sạch sẽ để cho nó vệ sinh. Mình phải tìm cách mình bảo vệ mình, chứ không phải là đi ra kia mua nhiều khẩu trang đâu anh chị các bạn. Thôi thì lại mình xin chia sẻ tới đây, xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.